Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan một ngôi nhà theo phong cách tối giản hiện đại. Hãy nhìn từ trên cao nó trông thật tuyệt vời. Hôm nay chúng ta ở ngay bên ngoài Texas, một địa điểm rất thú vị để tham quan. Ngôi nhà hiện đại này khá độc đáo. Bạn có thể xây thêm một số tiểu cảnh để căn nhà trở nên tiện nghi hơn. Và đây, cảnh quan đồng cỏ xung quanh thật tuyệt vời. Sau đó chúng ta có ngôi nhà màu trắng hiện đại này ngay giữa nó trông rất tuyệt. Cách bố trí của nơi này cũng thực sự độc đáo. Bạn có thể ngắm nhìn từ trên không và theo quan điểm của tôi thì nó trông cực kỳ đẹp. Có một cái hiên ở sân sau và các cửa sổ khổng lồ xung quanh. Và rất nhiều điều thú vị ở bên trong. Có một cái cây xinh đẹp nơi hoàng hôn chiếu thẳng vào nó thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ tiến vào căn nhà từ cửa trước. Bạn có thể nhận thấy có hai phần chính của ngôi nhà này. Một phần có phòng tắm và phòng ngủ, và phần còn lại có phòng khách nhà bếp cùng với bàn ăn của bạn. Nó rất rộng rãi. Cửa sổ kính cao xuyên suốt từ trần đến sàn khổng lồ ở khắp mọi nơi. Bức tường trắng trông rất hiện đại, và sàn gỗ trông thực sự đẹp theo ý kiến riêng của tôi. Nhưng bạn có tầm nhìn tuyệt vời ra toàn bộ bên ngoài. Đầy đủ ánh sáng tự nhiên khi bạn bước vào. Phần đầu tiên là không gian bếp của bạn. Đảo bếp khổng lồ với mặt bàn thạch anh hình thác nước, và ở cả hai bên là quầy bar. Những ngăn kéo lớn để đựng một lượng lớn đồ đạc ở phía này. Thực sự không thể cho bạn biết mức độ lớn đến thế nào. Chúng là một trong những ngăn kéo lớn nhất tôi từng thấy trên đảo bếp. Tủ lạnh nằm bên trái phòng đựng thức với rất nhiều ngăn đựng đồ. Chúng ta có phần còn của nhà bếp với những chiếc tủ được đóng bên trên khu bếp. Có một bồn rửa, sau đó có một lò nướng và một bếp ga. Phía bên trái cửa sổ trải dài ra toàn bộ mặt sau này thực sự rất đẹp. Bạn có gạch lát nền với một số kệ nổi và cửa sổ này có thêm nhiều ánh sáng. Và tôi nghĩ căn bếp rất sáng với cửa sổ và không gian bếp tổng thể rất rộng rãi. Chúng ta có thể tiếp tục đến vị trí có chiếc bàn ăn trông rất hiện đại. Tôi thích hình bầu dục và những chiếc ghế này rất thoải mái cho một bàn ăn. Bạn có rất nhiều không gian ở đây và có một số tác phẩm nghệ thuật để thêm chút tinh tế. Chúng ta có không gian để xem TV và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với phòng khách. Chiếc ghế dài thoải mái rất rộng vừa vặn với không gian rộng lớn này. Vòm trần nhà rất cao, có đèn chiếu sáng cũng như bàn cà phê lớn ở giữa nhà. Bên dưới tấm thảm da bò chiếm rất nhiều không gian. Điều đó thật đẹp, và sau đó chúng ta có một số lựa chọn về chỗ ngồi khác để chúng ta có tầm nhìn tuyệt vời. Không gian phòng khách rất rộng và cánh cửa ngay sát nhà bếp này là cửa trượt dẫn ra hiên ngoài căn nhà. Có một bàn ăn ngoài trời, và nếu bạn không muốn ra ngoài nhưng muốn có gió nhẹ thì bạn có thể mở nó ra và chỉ cần để cửa lưới mở để không có côn trùng nào lọt vào bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phòng ngủ và phòng tắm của bạn. Có hành lang dẫn đến phòng ngủ và phòng tắm của bạn. Đi về cuối hành lang và rẽ trái thì đó là nơi để bạn giặt và sấy khô áo quần. Có một bồn rửa ở đây và rất nhiều tủ đựng đồ. Cũng có một cánh cửa phía sau này dẫn ra bên ngoài ngôi nhà nên nếu bạn cần. Sau đó chúng ta sẽ đi thẳng dọc theo hành lang này và chúng ta có phòng tắm ngay tại đây. Bên phải góc tắm vòi sen mở lát gạch rất lớn với cửa kính cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên. Trên hết là có một bàn trang điểm đôi ở ngay đây với tấm gương lớn. Ở phía sau chúng ta có một tủ quần áo không có cửa ngăn. Một trong những tủ quần áo không cửa ngăn lớn nhất mà tôi từng thấy. Và bạn có thể cất giữ tất cả đồ đạc của mình. Nếu bạn cần thì vào đây và lấy khăn tắm. Chúng ta cũng có phòng vệ sinh riêng biệt. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ với chiếc giường cỡ kinh và tủ quần áo lớn ở giữa căn phòng. Các cửa sổ ở phòng ngủ cũng đồ sộ như cửa sổ trong phòng khách. Tầm nhìn tuyệt vời, ánh sáng tự nhiên tuyệt vời, một chiếc ghế và một chiếc gương để chuẩn bị sẵn sàng. Tôi thực sự thích cách trang trí ở đây trong căn phòng này. Thậm chí còn có trần nhà hình vòm với đèn chiếu sáng âm tường và một chiếc quạt bạc hiện đại phía trên. Chúng ta sẽ đi qua hành lang và vào phòng tiếp theo. Một phòng tắm khác trong căn nhà cũng khá là đẹp. Ở đây có cách bố trí rất điển hình cho phòng tắm. Chúng ta có bàn trang điểm, nhà vệ sinh của bạn và sau đó là vòi sen. Ta sẽ vào phòng ngủ cuối cùng, căn phòng này cũng rất rộng rãi. Có một chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ thứ hai ở giữa rất hiện đại và tối giản. Với những bức tường trắng, trần hình vòm và những chiếc đèn chiếu sáng. Và sau đó có một chiếc ghế ở góc này để đặt vài thứ. Còn có một tủ đựng quần áo trong phòng ngủ này. Chúng ta chỉ có một cửa sổ ở đây, nhưng nó là một cửa sổ lớn nên thế là xong. Các phòng ngủ tối giản đảm bảo sạch sẽ. Tôi thích không gian rộng mở và sáng sủa. Tôi thực sự khuyên bạn nên xây dựng cho mình một căn nhà đơn giản để tối ưu chi phí, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận ngay dưới.